một lần nữa thôi. Mẹ xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng xọt rác. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng bếp từ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng bếp nướng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên là mình xỏ màu đỏ nha. 11:30 về. Em muốn làm đến 12 giờ lắm cơ, nhưng mà cái khả năng của em nó không cho phép. Nhà. Không đúng không sai. Ủa chả biết 20 tháng 10 này, chả biết mình đi làm có được thưởng thêm không nhỉ. Chán lắm cơ, không có động lực đi làm. Cứ thế là không có động lực đi làm. Nói thôi. Vậy lại nghỉ rồi. Nghỉ em gì? Nghỉ chơi. Anh nghĩ chắc anh kia anh quyết vui gần chết. Đấy. Anh nghĩ chắc là anh kia anh quyết vui lắm. Để anh làm. Anh làm được nhiều quá. Mọi người ơi, xong màu đỏ mình xỏ màu vàng nha. Mình xỏ tiếp là màu vàng nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu vàng nhé. Nhiều đâu, nhiều, khi có thể là tô màu nó càng nhiều mà. Mọi người ơi, màu vàng này, màu vàng của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây màu vàng của mình nha. Tiếp theo bây giờ mình sẽ xỏ màu xanh nha. Chiều mà không có ai tô thế nào, nghĩa nó chả được xuống. Mọi người ơi, màu cam này, màu cam của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây màu cam của mình.
Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu xanh lá mạ nha. Ai thì nói chẳng đi tí. Ôi trời ơi, thôi. Người ta phải đi học xong người ta phải bắt chán lên đầu, nghĩ chẳng biết bạn. Bắt chán lên đầu để làm gì? Em có cái tính kiểu như bắt tè lên chán. Cô cái tính kiểu như là cái người này nó không hiểu mình. Thế thôi cứ nghĩ đi. Để cho em được suy nghĩ hết bao đêm. Nhìn em đau. Và chị biết chị không bao giờ sai. Cái câu này là mày đá cái chó này đây. Lạc chung rồi. Bye bye bye. Anh công như nào đi. Một nhưng mình phải nâng cấp điểm lên. Rồi. Ta thì khó á. Em, anh Kiên bảo nhá, anh Kiên bảo là Quỳnh Anh á, giờ đi làm full cho anh. Giờ đang cần video, chị sướng khiếp luôn đấy, chị sướng mảnh mình luôn. Chị đang cần tô mò, chị đang cần làm vòng mà làm vòng hết sạch rồi. Tô mò. Thế mà hôm qua thằng Nghĩa nó còn bảo với chị là anh Kiên với anh Quyết bảo là trên đấy vẫn đang sợ thừa. Nhớ. Mọi người ơi, đây màu xanh của mình này, màu xanh của mình này, màu xanh của mình đây nhá mọi người. Giờ mình sỏ mua bây giờ mình xóa hạt chữ nha. Đó, xuống xem đi. Ê, đi nhặt cái đấy được nhiều tiền phết đấy. Nhiều đấy. Nhặt cái gì? Nhặt tiền. Đi để mẹ nhặt đi phải làm hơn chị ở đi xem để đâu không cần nhiều quá. Con đồng đức quá. Đây. Ai có cầm mi đi chơi gì? Mình kết vòng nha mọi người. Ừ, cô đấy, cô ngày đồng cần xem ở đâu xuyên đi xem ở chủ ở cái đời ở đây đi sân bóng luôn, sân bóng không bỏ ra xem ai giỏi ai cầu ai cô ai hở. Ừ, cô anh đi xem cô anh hay hở ở đấy mà nhỉ. Ừ, bạn hở đấy mà các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Đừng quên cho mình xin like, mình chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Thế này, trong một ngày phải làm 7-8 tiếng mất. Nhưng mà làm thế sao đủ video lại thì nghĩ. Xem đúng một lần, cuối cùng là xem. Lâu lắm rồi. Từ 5 chị bé giờ. Ơ, cái lần cuối cùng em xem nhảy hầu đồng đấy là cũng là xem cô của công nhảy mà. Tại vì đây, em cũng chỉ ở đấy thôi. Đây là mình xem bác của mình. À, hai năm ngoái ha. Ở cái đi 2 năm. Cái đi 2 năm. Vì anh đấy mà. Xem đúng vào. À, đâu cũng phải một tết. Hôm nay cũng quên vô rồi. Nhưng mà có xem hầu đồng nhưng xem hầu cuối cùng. Vì anh ngồi đấy là anh ngồi nhiều quá. Yeah.